Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, do được quý nhân tương trợ nên trong tháng 1, đường tài lộc của tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ có các tinh nâng đỡ và soi chiếu. Những quyết định của tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải hết. Năm Nhâm Dần 2022 thì do có lưu niên tấu thư cho nên những gia chủ tuổi Thìn sẽ có được sự minh mẫn trong những quyết định của chính mình, có khả năng tiếp thu, nhạy bén với những tác động mới xung quanh và từ đó thì chúng ta sẽ có những quyết định sáng suốt trên con đường tài lộc và công danh cũng như là sự nghiệp của mình. Và cụ thể hơn như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Thìn trong tháng này không có nhiều khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Công việc không có nhiều thay đổi, cho nên gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ ra rằng, những người tuổi Thìn kinh doanh buôn bán sẽ gặp thuận lợi nhiều vào thời điểm cuối năm, chứ chưa phải bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ càng, có điểm phá hoại chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Để cho tác dụng phong thủy mang lại tốt nhất cho quý gia chủ tuổi Thìn. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi gia chủ tuổi Thìn năm Nhâm Dần cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ khá kém. Tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều. Tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều. Theo đó tiền kiếm được nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời điểm này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a-dua đám đông. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Thìn không có gì đáng ngại, tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi ra mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính khiến cho gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Ngoài ra, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Thìn nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, nữ mạng cần phải đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Các gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của quý gia chủ tuổi Thìn trong tháng này cũng khá tốt. Với tuổi Thìn độc thân, tháng này sẽ mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu. Với những người đã yên bề gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe. Đôi bên không học cách chia cắt, nảy sinh tâm lý chán trường chính là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000.
Quá trình tìm việc sau khi tốt nghiệp của những người tuổi Canh Thìn trong tháng này có thể không mấy suôn sẻ. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính cách kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí là làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân mình vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được nhiều rắc rối. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, xem tử vi tháng Nhâm Dần trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Mậu Thìn có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được những bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đề ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư đôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững tâm lý và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây tổn hại cho gia đình. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Ở tuổi 59, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó nhận được phần thưởng xứng đáng với chính mình. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư và nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn tháng 1 năm 2022, do đã có tuổi cho nên sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước, nên chú ý đến căn bệnh tuổi già của mình, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang nhiều hơn. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, tuyệt dậu. Đối với người tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn. Chi tiêu tiền của mình vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Thìn trong tháng 1 âm lịch. Qua đó thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn like video và đăng ký kênh cũng như là chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo bổ ích đến từ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung tiếp theo hấp dẫn hơn và thú vị hơn nhé.